Nghị quyết 36 đầu tiên, Nguyễn Cao Kỳ. Tôi gặp ông Nguyễn Cao Kỳ lần đầu tiên vào cuối năm 2004, ít lâu sau chuyến trở về âm Mỹ, trên truyền thông ở cả trong nước và ngoài nước, hình như là đang thêm. Tôi gặp ông Nguyễn Cao Kỳ lần đầu tiên vào cuối năm 2004, ít lâu sau chuyến trở về âm Mỹ trên truyền thông, ở cả trong nước và ngoài nước, sau 29 năm kể từ khi Sài Gòn sụp đổ. Ông trong chuyến trở về lần thứ hai, ông không chỉ đi cùng với người vợ thứ ba là bà Lê Kim, ông còn dẫn theo một ba ông bạn là những doanh nhân Mỹ. Ngoài vai trò là một nhịp cầu nối giữa hai miền thiên kiến, ông còn muốn là một nhịp cầu thứ tư. Về điểm đến đầu tiên của ông và những người bạn là Tuần Châu, lúc đó ông đang thu hút sự quan tâm của dư luận qua sự kiện Rùm Beng, Hoa hậu Việt Nam 2004, cũng như là tiếng tăm ở nhiều khía cạnh của chúa đảo Đào Hồng Tuyền. Báo Nikkei là tờ báo thời báo kinh tế của Nhật Bản, nơi tôi đang làm việc lúc đó, vốn không mấy quan tâm đến cuộc đua thông tin nhân chuyến trở về đầu tiên của ông, lại chú ý đặc biệt tới cái chuyến đi thứ hai. Đó là lý do tôi xuống Tuần Châu để phỏng vấn ông. Liên lạc được với cô Võ Hồng Vân, người con riêng của bà Lê Kim, tôi nhanh chóng đã được gặp ông Nguyễn Cao Kỳ trước buổi chiêu đãi mà ông Đào Hồng Tuyển dành cho đoàn của ông. Không phải là lần đầu tiên tôi gặp một nhân vật được gọi là từ phía bên kia. Tôi vẫn thấy hơi lúng túng trong cái suốt thời gian ngồi trên xe hơi từ Hà Nội đến Tuần Châu. Bởi dư luận lúc đó có hai chiều trái ngược nhau, hồ hởi, thậm chí đến vồ vập và dè chừng, nếu không nói là đầy nghi ngại. Tôi lần lượt nhắc thử trong óc các phương án khác nhau. Nhưng khi gặp ông, đón cái bắt tay chặt và nhìn ánh mắt nhìn thẳng, bình thản, tôi đã chọn cách tiếp xúc đơn giản nhất. Tôi coi ông như là một ông già đáng tuổi cha chú mình. Sau này tôi mới biết ông kém ba tôi 2 tuổi. Với một quá khứ đại diện phần nào đó cho sự quá khứ của một đất nước này, dân tộc này, nhưng điều khác biệt ở ông là ông đã quyết định góp phần xây dựng tương lai ở cái tuổi mà hầu hết những người khác chỉ còn biết hoài niệm về di vãng. Và trong cuộc phỏng vấn đầu tiên ấy, khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, tôi đã cố gắng hỏi hết những điều mình thấy quan tâm, chứ không nhất thiết chỉ phục vụ cho bài phỏng vấn. Sau đó đăng trên Nikkei, chúng tôi cũng đã chọn cách đặt câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo hay tìm cách gài. Và tôi đã được đáp lại tương xứng. Ông không hề tránh né các câu trả lời bất cứ một câu hỏi nào. Duy chỉ khi kết thúc cuộc phỏng vấn, ông mới cười và bảo với tôi: "Lẽ ra cậu phải trả tiền cho tôi đấy nhé. Truyền hình Mỹ hay Nhật khi phỏng vấn đều phải trả tiền cho tôi đấy. Thế cháu phải trả bao nhiêu ạ, hả chú?" Tôi cũng cười hỏi lại và đổi sang cách xưng hô thân mật. "Một chai XO", ông nói gọn lỏn, "nhưng là để tôi uống với cậu. Nhưng cháu chỉ khoái whisky chứ không thích cognac", tôi đáp. "Vậy thì tôi với anh khó ngồi với nhau rồi, anh bạn phóng viên ạ. Coi như thôi nhé." Ông đứng dậy và chìa tay ra cho tôi. Tuy nhiên tối hôm đó tôi vẫn có vài lần cụng ly với ông, cũng như tiếp tục trao đổi với ông. Có điều đó là rượu vang do ông chúa đảo mời. Cũng trong buổi tối hôm đó, chúng tôi được thưởng thức một tiết mục độc tấu guitar cổ điển kéo dài chừng 30 phút của nghệ sĩ Phan Quang Minh, người đi cùng với tôi tới Tuần Châu. Chủ nhân bữa tiệc là ông Đào Hồng Tuyển cũng nổi hứng hát bài 10 năm tình cũ với lời chế cho phù hợp với nhân vật Nguyễn Cao Kỳ. 10 năm không gặp tưởng mình đã thoát. Tôi hay đùa như vậy. Tôi đã ở lại Tuần Châu suốt một tuần lễ thay vì về ngay từ sáng hôm sau. Lý do là vì ông Đào Hồng Tuyển cho biết sẽ thương thảo hợp đồng liên doanh xây dựng sân gốc 36 lỗ và khu resort đi kèm với hai đại gia từ Mỹ của ông bạn Nguyễn Cao Kỳ là Andy Dyer và Frank Butler. Cũng chính vì vậy, tôi có dịp nghe câu chuyện của ông nhiều hơn, nhất là không phải với chiếc ghi âm ở giữa hai người. Ông kể rằng bài viết diễn văn của ông kêu gọi Tổng thống Bill Clinton bỏ cấm vận đối với Việt Nam đã được viết khi ông đang ở Hồng Kông, rồi sau đó
phía Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiếp xúc với ông như thế nào liên quan đến khả năng và kế hoạch mời ông trở về thăm lại quê hương? Đầu tiên là Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng, rồi Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin đã cùng ông vừa đi đánh gốc vừa nói chuyện ra sao? Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao kiêm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Đình Bin, trong một cuộc điện thoại trước khi đi Trường Sa với đoàn Việt Kiều, đã xác nhận điều đó với người viết. Ông nói: "Tôi đã nói với ông Nguyễn Cao Kỳ và đông đảo Việt Kiều tại Cali về lòng yêu nước của người Việt và Tổ quốc, rất mong đón họ trở về thăm quê. Ông Kỳ đã khóc. Sau đó chúng tôi đã đánh góp và nói rất nhiều về chuyện đất nước." Như vậy quý vị đừng có cười trên cái khóc của nhà báo Nguyễn Văn Hùng. Rồi ông kể về những người bạn mới tới ở Việt Nam. Xin lỗi. Rồi ông kể về những người bạn mới ở Việt Nam như tướng công an Phạm Chuyên ở Hà Nội, tướng Võ Viết Thanh ở Sài Gòn hay ông Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Theo thông tin tôi nghe được lúc đó, dường như vị này đã được phân công giao du với ông để giúp ông hiểu hơn về một Việt Nam đang thay đổi và cũng để ông cảm thấy thoải mái hơn tại quê nhà. Ông đã kể lại những câu chuyện mà sau này ông viết lại trong cuốn sách viết chung với tác giả Mỹ Marvin Wolf với tựa đề Budachai, My Fighting to Save Vietnam. Chúng tôi xin tạm dừng. Là đứa con cầu tự. Và cái chiến đấu của tôi để cứu một nước Việt Nam. Chẳng hạn như cha mẹ ông đã phải lên tận chùa Hương khấn vái để sinh ra được một đứa con trai cầu tự như ông. Thế nào? Thú vị nhất là câu chuyện ông đã từng lấy trộm súng lục của người anh rể, lúc đó đi lính cho Nhật và định trốn lên chiến khu. Cơn sốt bất thình lình đã khiến tôi ngất đi và bị bắt trở lại nhà. Và cuộc đời tôi đã đi rẽ qua ngã khác. Ông nói giọng bình thản nhưng mắt nhướng lên nhìn vào mắt tôi. Tôi hiểu chứ. Trong nhiều trường hợp, trong cái vòng xoáy của lịch sử, mỗi một con người tùy theo số phận lại bị vặn theo một hướng. Chẳng hạn, trong khi ông nội tôi và mấy người em như chuyên viên cao cấp thông tấn xã Việt Nam Hoàng Hỷ, họa sĩ Hoàng Kiệt, giáo sư Hoàng Quý, giáo sư Hoàng Phê, giáo sư Hoàng Tuệ hay giáo sư Hoàng Trúng tập kết ra Bắc, thì có một người em kế của giáo sư Hoàng Tuệ do hoàn cảnh riêng đã ở lại miền Nam và đeo lon sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuần lễ đó đã diễn ra tốt đẹp với ông Đào Hồng Tuyển và hai ông bạn người Mỹ của ông Nguyễn Cao Kỳ đã ký tắt thành lập liên doanh xây dựng sân gốc tại Tuần Châu và một số dự án khác ở Nha Trang và Sài Gòn. Trong bữa tiệc chiêu đãi ăn mừng lễ ký, ông Nguyễn Cao Kỳ vui lắm, cười nói luôn miệng: "Rất tiếc, dự án sân gốc đó cũng như một số dự án khác khi được chính thức trình lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không được cấp phép." Có người nói rằng nguyên nhân chính là do ông Nguyễn Cao Kỳ đã giới thiệu quách lên rằng mấy ông bạn là tỷ phú Mỹ, nhưng thực sự không phải. Điều này khiến cho ông Nguyễn Cao Kỳ có phần bị mang tiếng. Tôi xác nhận điều này và tôi cũng là nạn nhân khi đưa tin lên trên báo. Nhưng theo thông tin tôi có được, thực chất điều đó không phải là nguyên nhân chính. Nếu có, đó chỉ là một cái cớ, bởi tuy họ không phải là tùy phú, nhưng là những con người làm sân gốc, xây dựng resort chuyên nghiệp, và đằng sau họ luôn có một nhóm đầu tư tài chính đi cùng. Sự đổ vỡ của dự án là do câu chuyện rắc rối tài chính liên quan tới một số cổ đông trước đó của ông Đào Hồng Tuyển, và cũng không loại trừ một câu chuyện lợi ích khác liên quan tới sự phát triển của phần đối diện trên bờ. Nhưng đó chưa phải là cái tai tiếng lớn nhất mà ông Nguyễn Cao Kỳ đã gặp phải sau những ngày đầu tiên được chào đón hoành tráng ở Việt Nam.
hay như người ta thường nói là mặt trái của tấm huân chương. Sự đổ vỡ của dự án là do câu chuyện rắc rối tài chính liên quan tới một số cổ đông trước đó của ông Đào Hồng Tuyển, và cũng không loại trừ một câu chuyện lợi ích khác liên quan tới sự phát triển của phần đối diện trên bờ. Nhưng đó chưa phải là cái tai tiếng lớn nhất mà ông Nguyễn Cao Kỳ gặp phải sau những ngày đầu tiên được đón chào hoành tráng ở Việt Nam, hay như người ta thường nói mặt trái của tấm huân chương. Ngày trước Tết Nguyên đán năm đó, ông đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong nước. Bối cảnh lúc đó không chỉ gói bó gọn trong câu chuyện hòa giải dân tộc, mà nó xa hơn nữa, đó là tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ và gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Nhiều báo đã có bài phỏng vấn ông về nhiều chủ đề khác nhau cho số xuân của họ. Và nói chung là một người quen xuất hiện trên truyền thông không chỉ ở Mỹ, ông đã không làm cho các độc giả của những tờ báo đó thất vọng. Nhưng có một bài báo đã thực sự gây rắc rối lớn cho ông, không phải với Việt Nam, mà với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, những người mà ông cố làm cái cầu nối với quê hương mình. Bài báo đó đã đăng lời ông nhận xét về các đồng đội cũ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa như sau. Quân đội miền Nam không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh trở xuống. Trong số đó có những vị cùng vai với tôi cứ mời ông, thì đến 10, cứ 10 ông thì đến 11 ông tham sống sợ chết. Trong khi đó, miền Bắc có trang bị quân số, vũ khí không kém gì, nhưng các ông chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn. Lập tức, sự phản ứng ầm ĩ trên các trang mạng báo hải ngoại. Tôi cũng không định nhắc lại cái sự cố đáng quên này, nhưng việc một tờ báo trích lại đăng những lời nói gây tranh cãi này mà không chua thêm một lời giải thích có thể tạo thêm những hiểu lầm hay thậm chí là chia rẽ không cần thiết trong bối cảnh mà sự hòa giải dân tộc đang là mục tiêu ưu tiên cao nhất vào thời điểm đó. Vả lại, ông đã không còn cơ hội để tự thanh minh cho mình ở Việt Nam như ông đã từng thành công trong cái gọi là crisis management, tức là xử lý khủng hoảng. Ở đó, ở hải ngoại, hôm đó tôi đã chứng kiến ông Nguyễn Cao Kỳ đã chứng tỏ phẩm chất của một cựu chính khách chuyên nghiệp như thế nào khi ngay lập tức giải thích thêm một số tờ báo điện tử tiếng Việt ở hải ngoại. Sáng hôm sau, khi tôi gặp ở quán phở 24, tại số 24 đường Bà Triệu, nơi ông vẫn hay tới ăn sáng và tán gẫu với mấy người bạn, cả mới lẫn cũ, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phú Bình. Ông đã nói với tôi, giọng vẫn chưa hết căng thẳng: "Tôi biết dân tộc này, đất nước này và những người lãnh đạo muốn tôi đóng vai trò gì, và tôi sẵn sàng làm cái chuyện đó, bất chấp đây đó có những ý kiến nghi ngờ, thậm chí chê bai hay chê giễu, vì điều đó có lợi cho tương lai dân tộc này, cho đất nước này. Nhưng việc họ đưa tôi lên báo chí chính thống, nói tôi mạ lệ những tướng lãnh đồng đội cũ của tôi, thì tôi còn tư cách nào để làm việc đó nữa? Như thế khác nào bắt tôi quỳ dưới chân các lãnh đạo Việt Nam à?" Tôi hiểu ông. Cũng như tướng Dương Văn Minh gần 30 năm trước thời điểm đó, khi phải quyết định tuyên bố đơn phương hạ vũ khí, ông Nguyễn Cao Kỳ cũng cần cái bản lĩnh và tinh thần dân tộc thật sự khi dám quyết định vượt qua những cái thiên kiến chính trị và cả búa rìu dư luận để trở về với quê hương. Tôi không chứng kiến cuộc phỏng vấn đó, nhưng tôi biết cái người thực hiện bài phỏng vấn đó. Hồi ở Tuần Châu, chúng tôi đã từng nghe đồng nghiệp nói ông con rất thân thiết với ông Nguyễn Cao Kỳ. Tôi hình dung đó là cái thực chất của một trò chuyện, một cuộc trò chuyện bán chính thức như giữa những người gần gũi, và trong lúc vô ý ông đã buông ra những câu nhận xét thiếu cẩn trọng như vậy. Riêng đồng nghiệp nói trên tôi biết là một người rất là dễ thương, tử tế, có điều anh ta không ý thức được hậu quả của đoạn phỏng vấn đó. Sau này tôi vẫn hay cùng đám bạn bè đồng nghiệp tranh luận về ông, về sự trở về của ông tại quán cà phê 15B để Trần Hưng Đạo. Sau này tôi vẫn hay cùng có người
nói ông đã thành công trong cuộc phục thù về chính trị khi những người đã đuổi ông chạy ra khỏi đất nước phải mang hoa đón ông trở lại. Có người nói ông muốn kiếm tiền thông qua việc môi giới đầu tư khi dẫn ra câu nói của ông rằng ông muốn có 3 trang trại ở Bắc Trung Nam để vui thú điền viên với bạn hữu. Riêng tôi, kể từ lúc đó qua cái cảm nhận của riêng mình, vẫn tin rằng mọi việc ông làm ngoài cái vai trò người ta muốn ông đóng và ông đã sẵn sàng đóng. Ông chỉ mong kiếm được 2 thước vuông đất ở quê nhà. Tôi đã từng nghe bà Lê Kim nói, cái ông Kỳ này lạ thật, hoa anh đào của Nhật nó bông to, đẹp, vừa dày bông như thế thì ông không thích. Mà lúc nào ông cũng nhớ, cũng đắm đuối với cái cành đào ngoài Bắc, vừa khẳng khiu vừa gầy guộc, bông chỉ có chút chút à. Tôi không biết niềm tin của mình cho đến lúc đang gõ những cái dòng này có đúng hay không. Nhưng thực sự vui khi nghe báo chí đưa tin con gái ông, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã quyết định đưa ông về an táng tại Việt Nam. Nếu ở Sơn Tây quê ông, tôi nhất định sẽ đến thắp nhang cho ông. Mộ ba tôi cũng ở Yên Kỳ gần đó. Còn nếu ở miền Nam, chắc phải đợi khi có dịp. Rất tiếc, cuối cùng, vì một số lý do, người nhà ông đã không thực hiện được nguyện ước của ông yên nghỉ trên mảnh đất quê hương. Kieski, những người quan tâm đến ông, cho dù với thái độ nào cũng sẽ có câu trả lời cho mình sớm hay muộn mà thôi. Kieski đó là một tờ báo của Pháp ngày xưa hỏi, Kỳ là ai? Như tướng Phạm Chuyên, khi tôi tình cờ hỏi ông qua điện thoại vào đúng ngày 21 tháng 6 năm 2011, rằng ông có phải được phân công tiếp ông Nguyễn Cao Kỳ ở ngoài Bắc hay không, đã nói chắc như đinh đóng cột, cậu nhầm rồi, tôi chơi với anh Kỳ là hoàn toàn tự nguyện. Anh Kỳ là một nhân cách, bài viết đăng trong tuần báo Một Thế Giới. Và thưa quý khán giả, sở dĩ tôi đọc bài này của ông Nguyễn Cao Kỳ là bởi vì ông đã đóng góp vào cho một cái tinh thần hòa hợp, hòa giải. Lúc đó chúng ta hay dùng cái chữ hòa hợp, hòa giải. Bây giờ thì chúng ta dùng cái chữ hòa hợp dân tộc. Ông Kỳ đã bị tiếng ve, tiếng ông. Mặc dù tôi thì bị nặng hơn ông Kỳ nữa. Bởi vì dù sao ông cũng là một thủ tướng của Việt Nam, chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, sau này là một tổng phó tổng thống. Thành ra những người ta có đánh ông Kỳ, những người cộng đồng này có đánh ông Kỳ, họ cũng còn nương tay hơn là tôi. Và ông Kỳ cũng bị người trong nước giống như tôi thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng những cái người mà đánh tôi trong nước, tôi coi giống như là những cái bãi phân